Tổng quan thị trường sáng ngày 23 tháng 9 năm 2022, Bitcoin và Ethereum đã bật tăng trở lại, trong khi sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng giá các tài sản đầu tư truyền thống. Tự xưng là vua tiền mã hóa, thanh niên bất ngờ bị tịch thu loạt siêu xe. Một trong những ngân hàng lớn nhất Pháp ra mắt dịch vụ lưu ký tiền mã hóa. CEO sàn tiền số lớn nhất thế giới, mùa đông tiền mã hóa giúp thị trường phát triển. Xin kính chào quý vị. Sau công bố tăng lãi suất 0,75% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thị trường crypto ngày hôm qua tràn ngập trong sắc đỏ. Đến ngày hôm nay, giá Bitcoin và Ethereum đã bật tăng trở lại, trong khi sắc đỏ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng giá các tài sản đầu tư truyền thống. Tổng quan thị trường sáng ngày 23 tháng 9 năm 2022, giá Bitcoin hôm nay tăng lên mức 19.431 đô la Mỹ, tăng 4,76%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 984 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5%. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua ở mức 80 tỷ đô la Mỹ. Top các đồng coin tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua theo Binance. RSY tăng 25,2%, XRP tăng 22%, PROS tăng 19,5%. VIB tăng 17%, ASTR tăng 13,5%. Top tìm kiếm thịnh hành trên CoinGecko: Prosper, GMX, Callisto Network, Sweet Economy, ReverseRide, Amos. Chỉ số tham lam sợ hãi giảm xuống mức 20 Extreme Fear. Bitcoin BTC đã tăng 5,09% trong ngày hôm qua, gần như xóa đi hoàn toàn đà giảm tích lũy trong hai phiên trước đó, lên mức 19.402 đô la Mỹ. Thị trường tiếp tục hấp thụ động thái tăng lãi suất vào giữa tuần của Cục Dự trữ Liên bang Fed với lo ngại về kịch bản chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ còn kéo dài đang hạn chế đà tăng của giá. Mặc dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật chưa cho thấy tín hiệu tích cực. Trên biểu đồ BTC khung ngày, đường trung bình động hàm mũ 10 đã cắt xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 20. Bên cạnh đó, RSI, chỉ số sức mạnh tương đối từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 9, dốc xuống cũng đã xác nhận xu hướng giảm của giá. Trong khi đó, Ethereum ETH tăng 6,48%, có chung diễn biến tích cực như giá BTC và vượt qua mốc 1.300 đô la Mỹ. Bất chấp sự khác biệt giữa mức độ thay đổi của giá hai tài sản, hệ số tương quan giữa hai đồng tiền mã hóa này vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi Fed tăng lãi suất, giá ETH dao động trong khoảng 1.218 đến 1.407 đô la Mỹ, biên độ dao động 189 đô la Mỹ, tương đương 14% giá trị hiện tại của ETH. Đối với các thông tin vĩ mô, Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã nâng lãi suất cơ bản và đưa lãi suất cho vay tại nước này lên cao nhất trong vòng 14 năm. Trong khi đó, các quốc gia trên toàn thế giới cũng đang áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, khi các ngân hàng trung ương của Canada, Thụy Sĩ và khu vực sử dụng đồng euro gần đây cũng có những hành động tương tự. Hiện tại, mức độ ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ thắt chặt lên nền kinh tế tiếp tục nhận được sự quan tâm đông đảo của nhà đầu tư trên thế giới. Theo nhiều chuyên gia, điều này nhiều khả năng sẽ có tác động tiêu cực đến giá của các tài sản rủi ro như Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Theo CBC Toronto, một thanh niên 23 tuổi tự xưng là vua tiền mã hóa người Canada, Aiden Pletersky, vừa bị tịch thu số tài sản trị giá 2 triệu đô la Mỹ, gồm một chiếc Lamborghini, hai chiếc BMW và hai chiếc McLaren, sau khi các nhà đầu tư tố người này lừa 35 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư tố Pletersky huy động 35 triệu đô la Mỹ thông qua công ty AP Private Equity Limited, nhưng sau đó tuyên bố số tiền đã mất sạch. Hiện tại có 29 chủ nợ đâm đơn kiện, yêu cầu doanh nghiệp của Pletersky làm thủ tục phá sản, đòi lại khoản tiền 13 triệu đô la Mỹ. Norman Group, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Survey Council PC, cho rằng yêu cầu phá sản là cách duy nhất giúp các nhà đầu tư đòi lại khoản tiền góp vào công ty của vua tiền mã hóa. Tài sản và tài khoản ngân hàng của Pletersky đã bị phong tỏa. Pletersky thuê một biệt thự bên hồ Burlington, Ontario, Canada với giá 45.000 đô la Mỹ một tháng. Người này cũng mạnh tay chi tiền cho các bài viết đánh bóng tên tuổi bản thân trên các trang web có tiếng như Forbes Monaco, Daily Caller. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn với CBC Toronto, Michael Seaman, một luật sư của Pletersky cho rằng lời tố giác của các nhà đầu tư cũ phóng đại quá mức. Thật ngạc nhiên, có vẻ như không ai bận tâm đến việc xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường tiền mã hóa giảm mạnh hoặc liệu Aiden còn rất trẻ, có đủ khả năng để xử lý các loại đầu tư này, ông cho biết. Luật sư của Pletersky khẳng định thân chủ của mình đang thực hiện thủ tục phá sản và hy vọng vụ việc sẽ diễn ra công bằng, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Trước đó, trong cuộc gặp mặt các nhà đầu tư, Pletersky nói rằng không lưu giữ hồ sơ đầu tư, không ghi chép các khoản vay nợ, số tiền đã thanh toán cũng như theo dõi tình hình tài chính cá nhân.
người ủy thác đầu tư của Pletersky cho biết số tiền huy động trong giai đoạn cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 đã mất trong hàng loạt lệnh gọi ký quỹ và giao dịch thua lỗ. Hiện tại chưa có cáo buộc hình sự nào đối với Pletersky. Trước mắt, vua tiền mã hóa sẽ phải đối mặt với thủ tục phá sản doanh nghiệp và hai vụ kiện dân sự từ các nhà đầu tư. Mới đây, Société Générale, ngân hàng lớn thứ ba của Pháp tính theo vốn hóa thị trường, đã giới thiệu các dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà đầu tư đối với tiền mã hóa. Sản phẩm mới của Société Générale cho phép các nhà quản lý tài sản cung cấp quỹ đầu tư tiền mã hóa theo một cách đơn giản và linh hoạt trong khuôn khổ tuân thủ các quy định của châu Âu. Dịch vụ đã được thông qua bởi nhà quản lý tài sản Pháp Aquan Capital SAS. Société Générale là tổ chức hơn tổng giá trị tài sản được quản lý lên tới 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và là một trong những ngân hàng lớn nhất ở châu Âu. Động thái mới nhất đang cho thấy sự quyết tâm của Société Générale trong việc tiến sâu hơn vào ngành crypto khi nhu cầu của người dùng ngày càng tăng lên nhanh chóng. Trong quá khứ, Société Générale đã từng thử nghiệm phát hành token chứng khoán trên blockchain Tezos, cũng như đóng vai trò là tổ chức tài chính truyền thống đầu tiên đăng ký khoản vay lịch sử 20 triệu DAI của MakerDAO. Mặt khác, dường như nỗ lực đến từ các đại diện đầu ngành crypto như Binance thông qua việc khởi động sáng kiến trị giá 115 triệu đô la Mỹ được gọi là Objective Moon để phát triển hệ sinh thái blockchain ở Pháp và châu Âu, đồng thời được cấp giấy phép hoạt động tại nơi đây đã thúc đẩy mạnh mẽ quốc gia này tiếp nhận tiền mã hóa cởi mở hơn rất nhiều. Chính vì điều này, nhiều ngân hàng Pháp không chỉ Société Générale nhanh chóng đạt được tín hiệu xanh để bắt đầu thực hiện nhiều bước đi rõ ràng hơn vào thị trường. Vào tháng 7 năm 2022, ngân hàng lớn nhất nước Pháp BNP Paribas cũng đã cho ra mắt dịch vụ lưu ký tiền mã hóa. Mặc dù tiền mã hóa đang ở thời điểm đầy biến động, tuy nhiên Trang Penzao, CZ, CEO của sàn Binance bày tỏ những suy nghĩ về mùa đông của tiền mã hóa và cho rằng điều này đang mang lại lợi ích lâu dài cho thị trường. Trong hội nghị Mainnet, CZ chia sẻ về tương lai tươi sáng của thị trường tiền mã hóa. Ông cho biết thị trường tiền số đang trải qua chu kỳ 4 năm bình thường và điều này giúp crypto trở nên bền vững, trưởng thành hơn để phát triển dài hạn. Đồng thời, CZ cũng nói, việc giá các đồng lên xuống không phải là yếu tố quyết định. Mọi người nên chú ý đến việc có bao nhiêu người tham gia đầu tư, cùng với đó là các dự án blockchain, Web3 crypto lớn trên thị trường. CZ nhấn mạnh tầm quan trọng của khung pháp lý đối với tiền mã hóa, điều giúp nó phát triển bền vững hơn trong tương lai. CZ chia sẻ, chúng tôi thực sự đã thấy nhiều tiến bộ theo hướng tích cực đối với khuôn khổ pháp lý. CZ nhắc đến việc Mỹ ban hành hướng dẫn mới cho crypto để chứng minh cho lập luận này. Theo đó, những điểm quan trọng nhất trong hướng dẫn bao gồm loại bỏ các hành vi bất hợp pháp, khả năng ra đời của tiền tệ kỹ thuật số và cảnh báo về ảnh hưởng của stablecoin lên nền kinh tế. Ủy ban chứng khoán và giao dịch SEC cũng đưa ra những quy định cứng rắn đối với tiền mã hóa, nhưng lại hé lộ hy vọng cho Bitcoin và Ethereum. Và trước đó, Chủ tịch SEC cũng từng khẳng định Bitcoin là một loại hàng hóa. CZ cũng nhận xét toàn thị trường đều đang phát triển ổn định và kêu gọi các nhà đầu tư cùng nhau vượt qua mùa đông. Vào tháng 7 năm nay, CZ cũng từng nhắc đến mùa đông tiền mã hóa và cho rằng khi giá Bitcoin rơi xuống khoảng 20.000 đô la Mỹ, thị trường lành mạnh hơn khi nó chạm ngưỡng 68.000 đô la Mỹ. Ông lý giải rằng, khi giá Bitcoin lao dốc, những người thiếu niềm tin vào tiền mã hóa và chỉ coi nó như một món đầu tư tạm thời sẽ rời đi. Và ông cũng khẳng định chính những người này sẽ tạo ra không gian đổi mới cho Bitcoin. Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này của CZ. Greg Garling, giám đốc của nền tảng giao dịch Ripple cho biết, mùa đông tiền mã hóa đang đào thải những dự án không có lợi cho thị trường. Những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin blockchain ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất về thị trường blockchain, quý vị hãy theo dõi nền tảng cryptoday.com. Xin chào và hẹn gặp lại!